Wow, thật là nhiều mũ. À, mũ chốt nằm đây nè các bạn. Đây nè, cái mũ chốt nó nằm ở cái túi khí khổng lồ này nè. Đó, mọi người thấy không? Thật lượng mũ rất là nhiều. Đó, đây nè. Nguyên nhân ở đây nè mọi người. Đó, cái túi khí này. Túi khí siêu to khổng lồ cho sản lượng mũ vô cùng tuyệt vời. Chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái một cái sản phẩm mới bên mình, đó là cái túi khí. Đây là chủ đề ngày hôm nay. Thì cái túi khí mà bên mình bữa nay là đang làm cái túi khí siêu to khổng lồ. Thì nó có thể nói là to khoảng là gấp đôi, gần gấp ba cái túi khí mà bình thường mình vẫn đang bán trên thị trường á. Đây này, cái túi đây là túi truyền thống này, túi truyền thống ở trên thị trường đây. À đây, thì cái túi khí to này á, thì nó có cái dung tích khí là nó khoảng gấp 3 lần cái túi truyền thống mà mọi người hay xài đấy. Cái túi mà trên thị trường nó đang bán là cái túi này. À, cái túi đây, túi bên mình mà mới ra đây, siêu to khổng lồ đấy. Thì cái mục đích của cái túi này ra á, là có cái ưu điểm là như thế này. Này, như cái túi khí ấy, mọi người đang thấy cái túi khí lớn đây. Bên mình đã bơm khí 10 ngày rồi. Và cái kết quả của nó cho ra á, thì là mình đã khoan được 3 nhát rồi và cái lượng mũ nó vẫn đều như thế này. Cái này thì bữa nay là ngày thứ 10 rồi và cái nhát này là nhát thứ 3. Đây là cái nhát thứ 3 nên là mình muốn nói là cái túi khí này nó có thể xài được 1 tháng. Đó, nhưng mà cái sản lượng mũ nó vẫn cho ra là bằng với cái túi nhỏ này. Cái sản lượng mũ của nó vẫn cho ra đều và nó cũng ra số lượng mũ á. Nó cũng bằng với cái túi nhỏ này nhưng mà nó được lợi cái số lần bơm khí trên tháng. Như cái túi này mọi người có thể bơm từ 2 đến 3 lần trên một tháng. Nhưng mà mấy cái túi này mình 1 tháng ấy, mình có thể bơm 1 lần thôi. Đó, và mình lấy cái sản lượng nó vẫn đều. Và như cái túi này mọi người thấy đây là mình đã bơm được 10 ngày rồi mà khí nó cũng không mất bao nhiêu cả. Như chỗ này thì nó cũng còn khá là nhiều khí. Chỗ này mình nghĩ chắc là phải lấy khoảng 6 nhát nữa thì may ra nó mới hết khí này. 6 nhát nó cũng tương đương với khoảng là 3 tuần. Đó. Nên là mình cảm thấy nó rất là ok. Thì hôm nay mình giới thiệu cho mọi người cái sản phẩm này. Để cho mọi người có thể làm trên những cái cây mà cạo thanh lý. Hoặc là những cái cây mà nó chuẩn bị lên đục á. Thì mình xài túi khí này. Nó rất là tiện. Là nó cho ra sản lượng mũ ổn định. Và không phải mất công bơm khí. Nếu mà cái túi này mà làm cho phương pháp mà áp khí cầm mình nhỏ á, thì cái sản lượng rất là đạt nha mọi người. Nhưng mà 1 tháng bơm khí 1 lần. Đó, rất là lợi tiền khí và cái công mình đi bơm. Đó là khi nào mình nhiều vườn nó là người ta bơm khí 1 lần. Tới khi nào người ta dời nắp chóp đi người ta mới phải bơm lít lần nữa. Nhưng mà mình đảm bảo mọi người là cái sản lượng mũ nó sẽ vẫn ok. Đó, vẫn ok, vẫn đạt và độ nó vẫn cao. Thì đó, đây là như cái mọi người đã xem đấy. Cái kết quả là mình cũng đã thử rồi, bên mình đã thử xài cái túi này cũng gần 1 tháng rồi. Đó, mình thấy rất là ok. Nó cũng là túi này thì nó cũng làm chắc chắn hơn. Nó cũng được làm chắc chắn hơn, ép dày hơn và cái nhựa nó dày hơn. Và có một cái nữa là như cái túi nhỏ này này, mình bơm á thì nó xài được khoảng 2 đến 3 lần khoan thôi. Thì những cái lần khoan đầu thì khả năng nó sẽ nhiều mũ. Đó, tại vì nó khí nó còn nhiều á thì nó sẽ nhiều mũ, thường thường cái nhát cuối nó rất là ít mũ. Thì cái trường hợp đấy thì cái túi này nó để sẽ khắc phục được là nó có thể khắc phục cho mọi người là khoảng 7 đến 8 nhát đầu là cái lượng mũ nó sẽ đều. Đó, nó không có bị cái trường hợp như cái túi này là nó nhiều lần đầu mà ít lần sau. Đó, như với cái túi này thì nó sẽ đều trong 1 tháng nó sẽ đều cho mọi người khoảng được 8 đến 90% cái sản lượng mũ của mình. Nó đều như vậy tại vì cái khí này nó đủ cho từng cái lỗ khoan. Đó, nên là lỗ khoan đầu mọi người lấy mũ nhiều, khoan thứ hai mũi vẫn nhiều, mũi ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm, mũi thứ sáu nó vẫn sẽ đều như thế. Nó không có bị cái tình trạng mà nó bị hụt khí nên là nó bị giảm đi cái sản lượng mũ của mình và nó tiết kiệm cho mình cái số lần bơm trên 1 tháng đi. Đó, nên cái túi này nó khá là hay. Đây. Chứ mọi người xài cái túi này thì mọi người đừng có sợ là nó chảy nhiều mũ nha. Với mình làm á là mình bơm khí vô ít hay nhiều gì cũng thế, nó cứ chảy qua đêm là tới sáng là nó hết. Tại vì cây nó cũng lấy từng đấy thôi, cây nó chỉ đủ sản sinh lên từng đó mũ.
cho dù có bơm khí nhiều hay ít nó cũng chỉ ra có từng đấy thôi, tại vì mình đã làm rất nhiều rồi nên mình chia sẻ cái kinh nghiệm của mình cho mọi người là mình không có sợ đâu. Đừng có nghĩ là khí nó nhiều là cây nó sẽ ra nhiều mủ, tại vì thay cái cây nó cũng thế thôi. Giống như mọi người ăn 3 bát là no rồi đúng không, thì mọi người có ăn tới 5 bát mà cũng không thể ăn được. Cái cây nó cũng vậy, nó chỉ ăn tới cái lượng đủ để cho nó ra mủ, tại vì nó sẽ ra tới cái lúc mà mủ nó loãng đi thì cái miệng nó tự nó đông lại đó, thì nó sẽ không chảy nữa. Có nhiều khí hay không thì nó đã đông rồi thì nó sẽ không có chảy, nên là mọi người cứ yên tâm. Cây nào cũng thế, mình cạo hay không thì nó cũng vậy, nó sẽ chảy hết cái mủ nhiều đi, cái mủ tốt đi, tới lúc nó loãng ra thì nó sẽ tự nó đông lại, thì cái này nó cũng thế. Nên đừng có sợ là khí nhiều cây chảy nhiều mủ, không có cái gì nó đâu, nó sẽ chảy đều thôi. Nó sẽ chảy đều là có nghĩa là cứ tô hai ba lạng nó sẽ chảy đều như thế, là nó sẽ ngưng thôi, cứ qua chảy xong là nó sẽ ngưng chứ nó không có bị tình trạng mà nhiều khí nhiều mủ, nên yên tâm cây nó không bị suy đó. Thì ok, nếu mà ai mà muốn đổi mới hay là muốn làm thử với cái túi này xem nó có hiệu quả hay không thì mình cứ điện lại cho công ty, sẽ được tư vấn và đặt hàng cho nó và được hỗ trợ giá để mình thay đổi sang cái túi lớn này để mình làm, để mình thử xem nó có hiệu quả và nó có đỡ cho mình cái công bơm khí không và cái sản lượng mủ nó có đều không. Thì mình khuyên mọi người nên thử đổi mới cái túi này. Rồi, xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người ở những clip tiếp theo.